Ngày 16 tháng 5 năm 2023, lãnh đạo công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Võ Quang Phát là giám đốc và ông Bùi Tấn Bình là phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 7603D về hành vi giả mạo trong công tác. Phòng Cảnh sát kinh tế công an tỉnh Quảng Ngãi xác định từ năm 2020 đến cuối năm 2022 một số tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có nhu cầu cải tạo xe cơ giới, nhưng trên địa bàn tỉnh không có đơn vị đủ chức năng thực hiện việc lập hồ sơ thiết kế thi công cải tạo xe cơ giới. Lợi dụng điều này, một số tổ chức cá nhân đã liên hệ với ông Võ Quang Phát, giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 7603D để bàn bạc, trao đổi thỏa thuận và thống nhất mua hồ sơ thiết kế thi công cải tạo xe khống với giá từ 6 đến 6,5 triệu đồng một bộ hồ sơ. Sau đó, ông Phát thông đồng cấu kết với một số kỳ khác để lập khống 16 bộ hồ sơ, Ngoài ra, ông Phát và ông Bình đã tự ý điền thông tin họ và tên của đại diện các cơ sở thi công vào 53 biên bản kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo, trái quy định nhằm thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng. Đó là theo chỉ độ của xét thì em phải lòm thôi. Dạ. Chứ thật sự mình thật sự mình biết biết sơ chứ mà mà cũng hiểu lục là khi mình ký khống vô là là cũng sơ nữa. Nên bây giờ là mới sơ đâu mình chịu đến đó thì cứ bây giờ không biết. Trong ngày 15 tháng 5 năm 2023, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra quy trình đăng kiểm và thu giữ một số đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.